Em mê trai đẹp. Anh méo chút nữa đẹp trai được không em? Em sợ bạn trai bên kia xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Giờ còn ế, sợ gì nữa. Hèn xíu, đừng nóng tính quá. Đừng nóng tính, bên đây hơi nóng tính. Em tên là Đặng Vũ Lan Thanh. Em 25 tuổi và em đến từ Tiền Giang. Hiện nay Thanh đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng của B Heineken ở Tiền Giang luôn chị. Ở Tiền Giang luôn. À rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đặng Vĩnh Quyền. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Trà Vinh. Công việc hiện tại của em là tối thì em làm quản lý ở quán bar tên là 1960 của anh Đường Đại Vệ. Ban ngày em làm bên tổ chức sự kiện, event freelancer. Trời, quảng cáo luôn ha. Quy nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi. 24 hả? Dạ. Bên kia bao nhiêu nhờ? Dạ em 25. 25, hơi lớn hơn một đúng không? Dạ không sao anh. Đâu có sao. Nhưng mà bây giờ người ở Tiền Giang, người thành phố nè, làm nhiều show quá, tối thì làm quán bar, ngày thì làm event, rồi bao lâu mới đi thăm bạn gái được một lần nè? Thì khi nào em có bạn gái thì em sắp xếp thời gian dành cho bạn gái. Mình giới thiệu chút xíu về những cái khuyết điểm, ưu điểm của mình đi các bạn. Em không có nhiều ưu điểm. Ưu điểm của em là thẳng tính. Mà em nghĩ đó cũng là khuyết điểm của em luôn. Em biết nấu ăn. Em có tình cảm, dành trọn tình cảm cho gia đình của mình và những người thân thương của mình. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính. Với em đam mê công việc quá. Đó cũng là ưu điểm nữa. Ai mà thuê được em làm là người đó càng là hên đúng không? Ưu điểm không? Dạ. Có nhiều khi em làm từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn. Và đó cũng là lý do em bị ế. À, không. Với một cái khuyết điểm của em nữa là em mê trai đẹp. Mê trai đẹp. Trai đẹp hả? Anh mém chút nữa đẹp trai được không em? Trời, mém đẹp hả anh? Mém đẹp là chưa đẹp lắm đâu. Còn đam mê gì nữa không em? Dạ em mê shopping lắm. Cái đó cũng là khuyết điểm của em đó chị. Nhưng mà lúc này em điều tiết nó lại được rồi. Điều tiết được rồi. Dạ rồi. Mê shopping cứ đi mình coi thôi. Đừng bỏ tiền theo, không mua được gì đâu. Bạn trai, ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là nhiệt tình, năng động. Thì như nãy em nói là mém chút xíu nữa em mới đẹp trai. Còn sở trường của em á là em là dancer. Em có biết chụp ảnh và em đang học thêm DJ. Khuyết điểm của em là hay quên. Làm quản lý mà hay quên sao được em? Nhiều lúc hay quên. Nói chung hai bạn rất là năng động trong cái công việc. Tinh Trương, em gái, mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời học sinh của em. Và mối tình gần đây nhất là cách đây một năm. Quen bao lâu? Dạ em quen cũng từ lúc mà tìm hiểu tới lúc quen luôn là 5 năm. 5 năm? Dạ tìm hiểu luôn chị. Rồi lý do sao chia tay? Dạ tại vì bạn trai đó không có chín chắn lắm, chưa có trưởng thành lắm nên. Lớn hay nhỏ? Dạ lớn hơn em 5 tuổi. Lớn hơn 5 tuổi mà dạ. Còn chưa chín chắn, chưa trưởng thành dạ. Nữa dạ. Bên kia nhỏ hơn tuổi kìa, rồi hỏi coi sao đó. Em trai, em có trưởng thành chưa? Theo từ bạn bè và tất cả đồng nghiệp của em nhận xét thì em nghĩ là em đã thành công nhưng mà chưa thành đạt. Nhưng bên đó có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chị. Mối tình mối tình đầu tiên là 3 năm cấp 3. Còn rồi. Mối tình thứ hai là khi em lên Sài Gòn em được quen được 1 năm. Quen có 1 năm hả? Dạ. Lý do sao chia tay? Thì cũng đó lý do, cũng là do em ế. Thật sự thì em cũng muốn tìm người tử tế để mà yêu thôi. Tại vì mối tình thứ hai là em bị cấm sừng. Em làm trong quán bar, rồi em làm event, sự kiện gì đó là toàn phụ nữ, gái đẹp xung quanh không. Mà lý do sao em ế? Đúng rồi, đúng chị. Tất cả mọi người xung quanh em đều hỏi tại sao xung quanh là toàn gái đẹp không, mà tại sao mày ế? Em thì lý do nãy mối tình thứ hai của em là tại vì em bị cấm sừng một lần rồi. Cho nên em rất là sợ yêu. Cho nên em mong là thông qua chương trình em sẽ tìm được một người chung thủy. Người chung thủy. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của em là người như thế nào? Mẫu hình của em thì cũng không khó. Mẫu hình dễ nhìn, cao trên 1m6. Biết nấu ăn thì càng tốt, mà đặc biệt là phải chung thủy. Bên kia biết nấu ăn rồi. Còn dạ. Chung thủy thì mình có chung thủy với người ta, ta sẽ chung thủy với mình thôi. Cái thiên chức phụ nữ là chung thủy. Chỉ có đàn ông là hơi gọi là lăng nhăng, nhúc nhích chút xíu thôi. Đúng rồi. Dài một số người thôi, không có nhiều. Bây giờ nó càng ngày càng ít rồi. Bạn gái, mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em quan trọng về tính cách của bạn trai hơn. Bạn nam thì chín chắn và có sự nghiệp ổn định. Có bên kia là công việc là người ta thành công rồi đó. Dạ, em hướng tới một mẫu người, một người đàn ông, một người chồng là biết làm cho vợ mình, cho bạn gái mình càng ngày càng đẹp. Wow, càng ngày càng đẹp. Tại vì em không có được đẹp lắm. Đẹp rồi, vậy là đủ chuẩn bên kia rồi. Em có muốn người yêu mình đẹp không em? Đẹp thì anh có thể làm cho em được. Tại vì anh là một thợ chụp ảnh mà. Dạ, em hình dung bạn nữ bên này như thế nào nè? Tóc tai, quần áo, tóc dáng như thế nào? Em thì chắc em đoán chắc cũng bạn cũng tóc, chắc cũng tóc dài, cũng rồi. Dễ thương, nói rồi. Chuyện nghe giọng nói cũng ấm áp. Cô nào cũng dễ thương hết trơn á. Đoán thì chung chung rồi. Em không thích điều gì ở người phụ nữ?
Như nãy em nói là không chung thủy thôi. Chung thủy là cái ai chung thủy chứ á. Còn cái tật sao nào hay là cái gì đó mà em không thích? Hèn xíu, đừng nóng tính quá. Đừng nóng tính, bên đây hơi nóng tính. Vậy thôi đúng không? Dạ. Để coi cái sự nóng tính. Em chào em gái, trời dễ thương gì mà nóng tính gì. Tiền Giang hả? Dạ. Ồ, gái Tiền Giang, đặc biệt là Mỹ Tho nữa. Ai bảo Mỹ Tho là cô gái đẹp, ai bảo Mỹ Tho đó lại là nàng tiên. À, cô gái Mỹ Tho nào cũng dễ thương, xinh xắn như nàng tiên vậy đó. Em có thích đàn ông làm ở quán bar không? Dạ, cũng thích. Tại vì đôi khi công việc stress quá thì em cũng phải... Đi bar đúng không? À, quan trọng là tâm hồn người ta, tính chất nội dung ta không có bậy bạ là được rồi. Đừng nói người ta làm quán bar là người ta cứ thấy cô nào cũng liếc mắt đưa tình, nên không phải đâu nha. Nhưng mà em sợ bạn trai bên kia xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Giờ còn ế sợ gì nữa. Em làm quán bar bao nhiêu năm rồi? Dạ hơn 2 năm rồi. 2 năm chưa có gì vẫn ế là em hiểu rồi đó. Ta chung thủy coi nào mà coi lại tính cách của ảnh có gì lạ không. Chứ 2 năm rồi không có gì cũng lạ lắm à. Tóc tai rồi cũng màu mè lắm à. Lãng tử đẹp trai. À vậy được. Mém đẹp thôi. Mém. Nhưng mà nếu nhìn càng sâu sắc càng đẹp. Có vẻ đẹp tiềm ẩn đúng không? Tiềm ẩn. Cô gái bên đây xinh xắn, rất là dễ thương. Về cơ bản là đàn trai thấy đàn gái được phải không? Số 1 là đấy. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Vậy là bạn trai ghen thái quá. Hả? Ghen thái quá chị là ghen. Ghen thái quá. Dạ, ghen không có chuyện chấp nhận làm đẹp cho phụ nữ là không đến nổi đâu. Làm đẹp cho bạn gái. Với em không thích bạn trai kiểm soát. Ủa em? À, em có kiểm soát bạn nữ, bạn gái của mình gắt gao không? Kiểu như kiểm điện thoại rồi giờ giấc đi mấy giờ về mấy giờ rồi gì đó. Không đâu chị, tại vì nếu mà yêu nhau là phải quan trọng là nằm ở tin tưởng với nhau. Vẻ đẹp tìm ẩn ha. Phải tìm mới thấy vẻ đẹp ha, đẹp lắm á, tướng tá ngon lành á. Men phải không? Men chị. Bây giờ chừng nào đám cưới? Không có gì thay đổi thì năm sau. Còn nhưng mà vẫn tôn trọng quyết định của bạn nữ. Em được quê Trà Vinh đúng không? Dạ đúng rồi chị. Giờ mình định là lập nghiệp trong này luôn hay là mình định sau này về quê? Em sẽ định lập nghiệp ở trong này luôn. Hiện tại em đang ở đâu? Ở với ai? Hiện tại em đang ở quận 8 mà một mình. Lập nghiệp xong phải lập kế hoạch mấy năm mà mua nhà, mua đồ, an cư mới lạc nghiệp được mà ở thành phố được. Có dự kiến gì trong đầu chưa? Dự kiến thì nếu không có gì thay đổi thì khoảng 3 đến 5 năm nữa thì em sẽ mua nhà ở Sài Gòn. Rồi, vậy tốt, có kế hoạch ha, mới có 24 tuổi còn trẻ mà. Trước 30 ổn định nhà cửa mới gọi là thành đạt, bây giờ mới thành công thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi, cặp này cũng được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình cho hai bạn gặp mặt nha. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của em với hai người bạn thân của em. À em trai hay em ruột á hả? Dạ đúng rồi. Rồi cho gặp em trai của bạn Minh nhà trai đi. Đẹp trai không? Em ruột dạ, đó. Dạ đẹp trai. Rồi. Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Rồi chào. Em thấy thì chị khá là dễ thương, xinh xắn. Cũng có thể rất là hợp với anh hai của em. Dạ em xin hết. Rồi mời bạn thân đi. Bạn thân có ý kiến dạ, gì không? Anh. Dạ em thì về cái trước mắt thì cái khó khăn thì hai người thấy là khá là thẳng tính, hai người này rất là nóng luôn á, nên là nếu mà về với nhau thì phải có sự nhường nhịn lẫn nhau nhiều hơn. Nhưng mà thấy có một điểm chung rất là hay là hai người rất là yêu công việc, cho nên là cái phần đó có thể là giao thoa được. Mình rất là muốn hai bạn cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi cảm ơn bạn. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ngoại em và bạn thân với em trai. Có ngoại có gì à? Em nữa rồi cho chị gặp ngoại của em. Chào ngoại. Dạ chào ngoại. Xin chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ chào quý vị khán giả. Chào bà bạn trai. Dạ con chào bác. Tôi là bà ngoại của Lăng Thành. Nhận xét về bạn trai thì tôi thấy bạn cũng chững chạc nhưng mà hơi nhỏ tuổi hơn cháu ngoại tôi thì thấy cũng hơi khó. Tại vì cháu ngoại tôi từ nào giờ thường nói với bà ngoại là phải lớn hơn con ít nhất 4 tuổi. Nhưng mà cái duyên nợ thì cũng không biết làm sao. Thành ra giờ tùy cháu ngoại tôi. Ngoại bây giờ tuổi trẻ giờ á, năng động lắm. Những cái thanh niên bây giờ trẻ tuổi nhưng mà tài cao lắm ngoại. Ha. Gia nhập quốc tế rồi, tất cả mọi thứ rất là nhanh. Thậm chí là già trước tuổi luôn đó ngoại. Cậu đây nhỏ tuổi nhưng mà làm quản lý biết bao nhiêu con người luôn á. Ngoại ơi, nhưng mà con nhỏ tuổi nhưng mà con chắc chắn một điều là nếu mà hai chúng con đến được với nhau á, thì chúng con sẽ rất là hạnh phúc. Tôi thấy nhiều người... bạn trai bạn gái bằng tuổi nhau thì khoảng 30 mấy 40 đó, bạn gái có thể cứng hơn. Ngoại ơi ngoại, bây giờ hả là tao yêu nhau thì nhiều khi là con gái lớn hơn con trai cả chục tuổi luôn nhiều lắm á ngoại. Dạ thường thường con cũng vậy đó ngoại. Cũng nói là tùy cháu thôi. Giờ là cô gái làm đẹp á là 40 tuổi nhìn hai giống như hai mấy vậy đó ngoại. Giờ công nghệ làm đẹp nó tốt lắm rồi ngoại. Không bao giờ già đâu, phụ có nữ gì, già có tuổi. Có liên hệ với Cát Tường, làm đẹp cho trên mọi hình thức, nhớ không?
Không có sao, đừng lo, ngoại yên tâm đi ngoại. Để hồi có hai bạn nói chuyện nhau rồi ngoại coi tính sao ha. Dạ, cảm ơn dạ. Ngoại. Rồi bây giờ mở rào cho hai bạn gặp gỡ nhau nào. Rồi, kéo rào. Cảm ơn quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Cào ráo ghê, hai bên xứng đôi, tướng cào dễ sợ. Tự nhiên em gặp dạ. Anh này đẹp trai quá, cái em hết ráo gì rồi. Hai đứa rẻ con chắc cao 1m9, 2m không á. Đẹp tiềm mẫn, em phải nhìn lâu lâu mới đẹp dữ nữa. Em làm ở công ty bia luôn hả? Dạ đúng rồi, anh có biết nhậu không anh? Nhậu hả? Nhậu thì anh có thể biết nhậu đó. Anh uống được bao nhiêu chai? Em uống bao nhiêu chai, anh uống bao nhiêu chai? Nếu mà em còn tỉnh để đếm được là chắc cỡ hơn 12 chai. Ủa trời ơi. Sao em uống ít vậy? Thì là hai vợ chồng mình ấy. Trời ơi, hai vợ chồng mình luôn. Quá dữ, quá dữ. Anh và em có thể nhậu cùng nhau được. Cái gì vậy? Gặp nhau ta nói chuyện tình cảm vô cái rồi hỏi bia chuyện nhậu rồi. Liền thiệt tình. Cảm nhận về người đối diện thế nào ha? Em ngoại hình dễ thương, xinh xắn. Anh cũng có thể là thấy hợp với anh á. Anh nhỏ tuổi hơn em nhưng mà nhìn anh chắc được. Tại vì em chỉ còn là mặt em trẻ hơn anh chút xíu là được rồi. Ừ, mặt già. Cười đuôi mắt nhăn hết trơn rồi, thấy không? Đừng có làm đẹp cho ổng, còn mình phải mua đồ làm đẹp, phải không? Ưu tiên của em là chồng phải làm đẹp cho vợ càng ngày càng đẹp. Lỡ mà mình có về chung với nhau rồi á thì anh phải luôn luôn ví dụ như là chăm sóc cho bạn gái hay cho vợ mình và hàng ngày khuyến khích bạn bạn gái hay là vợ mình đi spa này nữa cho càng ngày càng trẻ lên, có được không anh? Anh hiện tại cũng đang làm marketing cho một cái thẩm mỹ viện. Đưa em tới làm thông đó em, yên tâm đi em. Tự nhiên gặp anh em run quá. Các bạn quan điểm về yêu đương, về hôn nhân thế nào? Quan điểm về hôn nhân của em á, em rất là thẳng tính. Khi mà mình có cái bất đồng về trong hôn nhân á thì mình thẳng thắn mình nói chuyện với nhau và mình cùng nhau giải quyết. Và nếu như mà lỡ mai này mà có một người thứ ba, ví dụ có một người thứ ba bước vào đi, thì anh cứ thẳng thắn anh nói với em sẽ cho anh đi. Nói chung là cái gì cũng phải thẳng thắn nói. Anh cũng mong như vậy, tại vì thí dụ mình có vấn đề gì xảy ra thì có thể là ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ đừng có mà im lặng. Ví dụ như em hơi dữ rồi sao? Không, giữ anh, tại vì anh có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nên em yên tâm về vấn đề đó. Bây giờ cái chuyện đang ở xa nè, cái chuyện cưới nhau về ở chung khỏi nói rồi. Bây giờ đang yêu nhau nè, hẹn hò sao? Rồi mình hẹn hò sao anh? Nếu mình đến mình với nhau á thì anh sẽ sắp xếp thời gian anh có thể đi đi về thường xuyên. Tại vì từ Sài Gòn về Tiền Giang chỉ khoảng 1.5 tiếng thôi. Rồi công việc của anh? Nếu đã yêu nhau rồi thì phải sắp xếp thời gian cho nhau chứ. Anh định là bao nhiêu, một tháng gặp em bao nhiêu lần? Cuối tuần em có được nghỉ không? Dạ được, nghỉ thứ bảy chủ nhật luôn. À thứ bảy chủ nhật thì quá tốt rồi. Thì anh có thể về quê hoặc là em có thể, chúng ta có thể đi du lịch một cái Vũng Tàu hay một gì đó. Thì anh cũng thích đi du lịch lắm. Em cũng thích đi phượt đúng không? Đúng rồi. Trên đường về quê của bạn Quyền là bắt buộc phải đi qua Tiền Giang, phải đi bằng Tiền Giang. Bởi vì Tiền Giang mà không có đường nào thoát hết trơn á. Thành ra em đã chặn đường đi của cậu ấy rồi. Lấy nhau về tiền bạc trong nhà ai quản lý? Ai quản lý anh? Tiền thì mình có thể mình ngồi lại nói chuyện với nhau rồi cùng nhau giải quyết. Còn em thì nghĩ là mình cứ gom một số tiền chung đi. Sau đó thì hai người cũng có một số tiền riêng nữa. Chưa gì trơn mà đòi riêng rồi chung rồi tùm lum đi. Không có nói hay đó chứ. Cái nào riêng là riêng, cái nào chung là chung. Bây giờ chung hoài đôi khi nó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Thí dụ làm cái thẻ tên hai đứa, làm lương nhiều là chính thức là bỏ vô đó. Cái ý kiến này anh nghĩ rằng một trong những ý kiến rất là hiện đại. Dạ đúng. Về con cái thế nào? Thích con trai con gái, quan điểm của mỗi người? Thì quan điểm của em thì không quan trọng con trai con gái, dù thế nào cũng là con của mình. Dạ em cũng có cùng quan điểm về ảnh. Nhờ cái gì cũng cùng hết trơn. Hai vợ chồng mình hai này hợp lắm á nha. Dân miền Tây hết mà. Thôi bây giờ bạn trai hát tỏ tình tặng bạn gái một bài đi, trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò hay không. Anh hát một đoạn tặng em thôi nha, tại vì anh cũng không hát hay lắm đâu. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh thấy cũng đủ rồi. Em thấy đủ chưa? Cảm nhận như thế nào em? Em không quan trọng về cái giọng anh hát lắm, nhưng mà quan trọng cái lời á anh. Cái lời thì anh hỏi em đủ chưa chứ em thấy là cũng hơi đủ rồi đó. Đủ rồi thôi, anh đúng thôi. Đặt tay vào nút bấm nè hai em. Cảm giác đủ là đủ, cảm giác yêu thương là đông đầy, cảm giác hạnh phúc là nó sẽ đến. Trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm. Không rung động, không cần bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời hai bạn.
Tại sao em không bấm? Tại em, trái tim em chưa có rung động á, em xin lỗi. Trái tim chưa rung động? Dạ. Anh nghĩ rằng cô gái bên kia là một cô gái rất là dễ thương, rất là năng động nữa. Nhưng có lẽ không tim không rung động thì thôi, mình đành phải chịu thôi. Có lẽ hai đứa có duyên mà chưa có phận. Đừng buồn. Chúng mình đến với nhà ấy, mình hôm nay mình gặp nhau, mình là một người bạn. Đúng rồi. Rất vui được biết em. Rất vui được biết anh. Có thể là bạn trai đang còn chần chừ suy nghĩ một điều gì đó. Có thể cũng vì khoảng cách, có thể là vì tuổi tác. Khi mà nghe ngoại nói là cũng tuổi chưa có được đúng như ý em mong muốn. Nói chung là mình còn thiếu một cái nợ với nhau. Thì trước mắt mình cứ làm bạn với nhau trước đi đã. Và chúng tôi tôn trọng quyết định của cả hai bạn. Bạn gái cảm giác thế nào? Gặp bạn trai và nói chuyện vậy đã là vui rồi. Và em gặp được tất cả mọi người ở đây là em cũng càng vui hơn nữa. Ở trên sóng truyền hình có hàng triệu chàng trai đang chuẩn bị bấm nút cho em. Và cũng hàng triệu cô gái đang xem chuẩn bị bấm nút cho chàng trai. Đừng lo lắng, bởi vì quý vị không, chương trình Bạn Mối Hẹn Hò mỗi lần phát sóng như vậy có hàng chục triệu người đang xem. Sau khi xem xong chương trình có rất nhiều người gửi thư về làm quen với các bạn. Hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Và trong chương trình Bạn Mối Hẹn Hò, chúng tôi cũng có những cặp đôi không bấm nút với nhau nhưng sau đó họ lại đến với nhau, và thậm chí có những cặp đôi chuẩn bị cưới nhau.